mùa giải năm 2024. Các em đội tuyển xã Hương Mẹ trang phục màu xanh, còn các em đội tuyển xã Tân Hương các em mang trang phục màu đỏ. Tại các đám thủ tục cho các em vào thi đấu trận chung kết. Theo quan sát của tôi thì trọng tài đã cho hai đội tập thể dục tập sân và nhận bóng. Vâng, đội tuyển xã Hương Mẹ sẽ ở đây trọng tài lên tay phải tạm, đội tuyển xã Tân Hương và nhận tài thủ đô đội trọng tài lên tay trái tạm. Vâng, chuyển ra bóng của các em đang chuyển xã Tân Hương. Những người chưa quả ra bóng là về thủ thành áo số 7. Thank you.
đội quả đá tiên. Tỷ số trận đấu lúc này vẫn đang là 1-0 nhưng là đội tuyển Trung Quốc. Em sức mạnh của môi trường không qua được các cầu thủ đội tuyển chúng ta, đội tuyển chúng ta có chấp bàn không? Không được, số 12 đội tuyển chúng ta đang thao tác những tình cảm chỉ đá biên. Đây là hai đội mạnh nhất của giải đấu này. Đội tuyển số 7 đội tuyển chúng ta không qua được đội tuyển chúng ta luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thực hiện không được. Người ta liên cho các em được trả mẹ. Tỷ số của trận chung kết vẫn đang là 1-0 nhưng về các cầu thủ đội tuyển xã Tân Hưng. Đội tuyển Hưng Hà được hưởng quả đá biên. Hôm qua đã được hết sức nguy hiểm.
thể lên đường và đã tiên có thể lên đường và chiến tấn công chúng ta một đâu còn thể lên đường và đã số 11 và bóng đá của viên đa dạng đội tuyển nước nhà đã tiến công được cú đá biến thắng nhưng mà thủ môn đội tuyển trang công viên đã thắng được một quả đá biến thắng các thành công các đội tuyển trang nhà trong những phút qua thì các em trong nhà đã chơi lên về gì nhé và đây là một trận đấu rất là hấp dẫn. Nhưng mà bóng đá đi rất xa, một pha tấn công
đi bóng xuyên bóng rất đẳng cấp cầu thủ số 11 của đội tuyển xã Kim Liên. Trong các trận bán kết thì cũng từ hai quả bóng như vậy thì cầu thủ số 11 đã ghi hai bàn cho đội tuyển xã Tân Hưng. Chúng tôi đã chơi trận đấu bóng rồi. Trọng tài cho đội tuyển Việt Nam được đánh giá thấp. Thời gian được đấu
Thank you.
lãnh đạo của các huyện và ban giám hiệu nhà trường, các tổng phụ huynh đã tổ chức cho các cháu tại trung tâm thành phố Hà Nội vào buổi chiều hôm nay. Và thời gian của các bạn nhé, bạn cứ chơi dần chơi dần về các buổi, và đến buổi chiều tập đoàn tất cả các buổi của mình sẽ là ba buổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các cầu thủ